ngày 14 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động dân động phát huy nội lực của người dân và doanh nghiệp trong việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, phòng chống dịch bệnh và khởi động du lịch vùng xanh xứ dừa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cùng tham dự. Sau lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ cùng lãnh đạo tỉnh, ngành du lịch Bến Tre đã chào đón đoàn du khách đầu tiên đến Bến Tre tại Riverside Resort. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã chiếu phim phóng sự và biểu diễn bài tập thể dục vượt qua nỗi sợ covid phát động cộng đồng tập thể dục tăng cường sức đề kháng nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần góp phần phòng chống dịch bệnh tại lễ phát động chủ tịch ủy ban Duyên nhân dân tỉnh trần ngọc tam cũng đã phát động chương trình mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước với thông điệp thích ứng an toàn hiệu quả tiếp tục tiên truyền vận động các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện tốt kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tuyên truyền vận động du khách và cộng đồng dân cư thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo hướng dẫn của ngành y tế, khởi động du lịch bến tre với phương châm an toàn mới mở cửa và mở cửa phải an toàn. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp chưa sẵn sàng hoặc khó khăn để từng bước phục hồi và hoạt động thích ứng trong tình hình mới. Đối với các doanh nghiệp du lịch ngoài tỉnh, tỉnh mong đón nhận sự quan tâm, chia sẻ, hợp tác đồng hành thường xuyên hiệu quả của doanh nghiệp. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất đối với người dân và du khách tỉnh mong mọi người cùng hưởng ứng và tích cực tham gia chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, người Bến Tre đi du lịch Bến Tre với những tiềm năng và sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách gần xa. Ngay sau lễ phát động, quỹ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh quỹ Lê Đức Thọ cùng lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch Bến Tre đã chào đón đoàn du khách đầu tiên đến Bến Tre tại Bến Tre Riverside Resort. Đoàn khách do Sài Gòn Tourist hướng dẫn sẽ có chuyến tham quan 2 ngày 1 đêm tại Bến Tre đến các điểm di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh như khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, di tích quốc gia đặc biệt, khu mộ và khu lưu niệm nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, du thuyền trên sông Hàm Luông, vườn sinh thái Riverside Garden.